mới đầu mọi chuyện rất là suôn sẻ, nhưng mà cái trước đám cưới một tháng thì em nói chung em không có chuẩn bị tâm lý kỹ cho vợ, là dẫn đến hiểu lầm giữa vợ với gia đình bên em đó. Em cũng bồng bột mất bình tĩnh đi thì mới tự tổ chức đám cưới. Tức là tự đứng ra lúc đó cũng chưa có suy nghĩ được chín chắn. Em tên là Bùi Nguyễn Kim Hưng, năm nay 26 tuổi, làm nhiếp ảnh tự do. Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Cúc, năm nay 26 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Rồi Hưng và Cúc là gặp nhau trong một trường hợp đặc biệt nè. Hai đứa em học chung trường, chung lớp. Thì nói chung mà em thích là từ năm lớp 10 rồi. Lúc đó là bạn 16 tuổi. Dạ. 16 tuổi. Mà bây giờ là bao nhiêu? 26. 26 tuổi, mối tình 10 năm. Yêu cô gái này 10 năm trời. Mối tình học sinh. Ngưỡng mộ cho một tràng. Rồi bây giờ hỏi ông chồng luôn. Em là nhiếp ảnh thì chắc chắn em phải là người say mê cái đẹp. Vậy thì em yêu vợ em vì cái gì? Chắc là em thích mình dây. Mình dây. Lúc đó vợ em chắc cũng mình dây đúng không? Dạ dây lắm, có 35 kg. Dây cỡ đó 35 kg. Vậy là dây hơn bây giờ nữa ha. Dạ cái đó nếu mà tạm gọi là dây ni lông. Mà lúc đó da thì ngâm ngâm, còn mắt thì rất là to mà lóng lánh đẹp lắm. Còn vợ thích chồng ở điểm nào? Nói chung mà ảnh nó cưa cẩm lâu quá cái mình mềm lòng. Mềm lòng dạ. Nước chảy đá mòn đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ các bạn là yêu nhau 10 năm mới cưới à? Dạ mới cưới. Dạ. Ồ vậy chắc là cái hôn nhân của các bạn suôn sẻ lắm hả? Mới đầu mọi chuyện rất là suôn sẻ, nhưng mà cái trước đám cưới một tháng thì em nói chung em không có chuẩn bị tâm lý kỹ cho vợ, là dẫn đến hiểu lầm giữa vợ với gia đình bên em. Hiểu lầm dạ về là, cái vấn đề gì? Dạ là hai đứa là khác tôn giáo. Mà em nghĩ đơn giản thôi, trước một tháng là học mà dẫn vợ đi học giáo lý vô đạo là vừa rồi. Nhưng mà không ngờ là tới sáu tháng mới xong. Cho nên lúc đó thì trễ quá. Thế là mẹ dạ. Không cho cưới hay sao? Dạ đúng rồi. Mẹ dạ. Phải bắt học, phải có đạo vô đạo rồi mới cưới được. Thì lúc đó em cũng bồng bột mất bình tĩnh đi thì mới tự tổ chức đám cưới. Tức dạ. Là tự đứng ra. Lúc đó cũng chưa có suy nghĩ được chín chắn. Lúc đó là em cũng đồng ý việc đó. Dạ, ban đầu là do ảnh cũng giấu em đi. Đến lúc mà thiệp thì cũng đã phát đi hết rồi. Thì cái hôm đám cưới thì là coi như có gia đình bên ngoài không? Có đầy đủ hết. Dạ, dạ. Rồi sau khi đám cưới xong thì vợ em tiếp tục đi học giáo lý. Dạ, học giáo lý. Chị muốn hỏi trước khi cưới mà gặp cái sự cố như vậy thì em cái cảm giác em sao? Lúc đó ảnh giấu em mà cũng giấu bên gia đình em, nói là mọi chuyện cứ để anh lo như vậy. Trước đám cưới 6-7 tháng thì cũng có nói cho mẹ biết. Mẹ kêu là hay học đạo chưa thì lúc đó em mới kêu là đi rồi, nhưng mà thật sự là chưa có dẫn vợ đi. Tại lúc đó nghĩ là nó đơn giản thôi à. Cho nên tới bây giờ thì cái khoảng cách giữa mẹ chồng với lại vợ em thì còn hơi xa quá. Nhưng mà hiện giờ là tụi em đang ở nhà của bên chồng hay là ở riêng? Ở riêng. Ở riêng và chưa có một cái hóa giải với lại mẹ chồng. Thì như vậy thì nó ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tụi em không? Dạ nhiều khi cũng suy nghĩ lắm. Khi mà đối diện trước người lớn vậy mình cảm thấy mình có lỗi mà mình cũng chẳng nói được gì. Mà cũng không thể nào mà nói lên được cái lòng mình chuyện này. Không thể nào đứng đối diện trực tiếp mà nói chuyện với lại ba mẹ để cho ba mẹ hiểu là mình biết mình sai đó. Bây giờ vậy nè, thực ra là có một cái chi tiết này là nếu mà các cụ mà thực sự giận tụi em á thì cái ngày đám cưới là các cụ đâu có mặt đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là giận chứ không hề ghét. Cái ghét mới là cái sợ. Chứ cái giận á là một cái rất bình thường trong cái việc này, bởi vì rõ ràng khi mình làm như vậy là các cụ giận rồi. Nhưng mà các cụ vẫn thương. Thương cho nên các cụ mới có mặt ở đám cưới tụi em, bởi vì sao biết cuộc đời đám cưới một lần thôi. Thì tụi em phải hiểu được cái vấn đề đó để tụi em chủ động làm cái việc là sau đám cưới là nghĩa vụ của mình là mình phải tìm mọi cách mình hóa giải cái khoảng cách này đối với mẹ chồng cũng như là mẹ vợ mình. Dạ. Em phải làm chứ còn đừng có hy vọng các cụ làm. Bởi vì các cụ đã làm rồi. Khi đám cưới tụi em là các cụ đã có mặt, có nghĩa là các cụ đã nhúng một bước rồi. Và chứng tỏ là các cụ rất thương mình, rất lo cho những đứa con của mình rồi. Cho nên bây giờ tụi em phải gạt tất cả những khoảng cách đó đi, để tụi em phải là cái người chủ động hóa giải cái mối quan hệ này. Nhiều khi người lớn á, người ta chấp nhận là người ta đau khổ như vậy tới lúc người ta chết thì thôi, chứ người ta không có xuống nước cái chuyện này. Dạ đúng. Em hiểu không? Cho nên bây giờ vậy, sẵn đây á, tụi em muốn nói cái gì từ trong đáy lòng của mình thì tụi em nói đi. Rồi sau đó thì mình sẽ nói chuyện tiếp. Dạ, qua chương trình này thì con cũng hy vọng là ba mẹ hai bên cùng biết tụi con đang bắt đầu lại từ đầu hết. Ba mẹ tha lỗi cho tụi con, với lại con hứa tụi con sống nhau thật là tốt, ba mẹ đừng lo nữa. Dạ thì thông qua chương trình này thì con cũng xin lỗi ba mẹ là con đã không bình tĩnh và không chuẩn bị trước tâm lý cho cả hai bên gia đình để mà dẫn đến cái sự rối như trong đám cưới vừa rồi. Nhưng mà con cũng phải cảm ơn ba mẹ là đã đến đầy đủ và cho đám cưới con được suôn sẻ. Rất mong là nếu như hai quý vị phụ huynh của bên nội cũng như bên ngoại
Hôm nay quý vị nếu có coi chương trình này thì quý vị hãy mở lòng và có một cái sự đồng cảm cũng như là thông cảm đối với sự dại dột non nớt của con mình. Tuổi trẻ mà lúc nào cũng háo thắng, lúc nào cũng có những cái việc mà làm bốc đồng thiếu suy nghĩ, thì đã nói là nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu. Mình không thể bỏ con mình được. Thì ở đây thì quý vị hãy nghe cái sẻ chia, cái tâm sự của hai đứa con của mình để mà mình có thể tha thứ và bao dung cho các con. Bởi vì rõ ràng ở đây chị thấy thần sắc của cô dâu á buồn quá à. Em mặc đồ rất là lộng lẫy, kim sao hoặc là vậy chứ mà cái ánh mắt của em rất là buồn. Chị có một cái cảm nhận á, em giữ rất nhiều những cái bí mật ở trong lòng, đúng không cưng? Đó, ngày hôm nay nếu như có những cái điều gì mà em còn chưa chia sẻ hết với chồng thì em hãy nói đi, đừng có chịu đựng một mình. Nhiều khi em nghĩ là nếu mà chuyện buồn nói ra cả hai cùng buồn, nên để em một mình giải quyết. Không, cái suy nghĩ đó rất là tiêu cực. Bởi vì á, có những chuyện một mình gánh, nếu như nó có lợi ích cho cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ gánh. Nhưng có những chuyện nếu em gánh một mình em, bây giờ chị nói ví dụ, em có yêu chồng em không? Có. Em có biết chồng em yêu em không? Có. Nếu như bây giờ chị nói ví dụ thôi, em không giữ bản thân em cho chồng em, mà chị hình dung đi, nếu cha mẹ em mà mất em hoặc chồng em mất em á, thì chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Có nghĩa là ở đây em không phải giữ em cho bản thân em, mà em phải giữ cho cha mẹ em, cho chồng của em. Còn nếu như sau này có con phải giữ cho con nữa. Mình bây giờ hết là của riêng mình rồi, đúng không? Chẳng thà mình độc thân mình chưa có gì thì thôi, nhưng mà khi mình đã sanh ra trong cuộc đời này, mình còn phải báo hiếu cha mẹ, mình còn phải lo cho chồng, lo cho con. Em không nên làm như vậy. Chị nói ví dụ nè, buồn chồng mình thì mình sẽ nói là ở anh ơi thế này thế nọ thế kia, anh đừng làm như vậy. Còn nếu mình buồn mẹ chồng mình hay là cha chồng mình hay là những người anh chị em trong gia đình chồng, mình vẫn phải sẻ chia với chồng mình. Biết đâu được á, khi em sẽ chia với chồng em hay là em sẽ chia với chương trình, chị nói ví dụ đi, bây giờ em sẽ chia với chị đi, bằng cái kinh nghiệm của người đi trước, chị sẽ khuyên được em rất nhiều điều bổ ích. Chị nói ví dụ sau này khi em có con rồi, em sẽ hiểu cái lòng của người mẹ, người cha đối với con, thì em sẽ hiểu được mẹ chồng em cũng như mẹ ruột của em tại sao lại giận tụi em, chứ không phải là mẹ khắt khe hay gì đâu. Để một đứa con nuôi nó lớn trưởng thành chừng này á, không có đơn giản đâu em. Mà bây giờ nếu như làm như vậy để chi, để nghĩ là tụi con mình có hạnh phúc thôi, chứ giờ mình giận nó mình đâu sung sướng gì đâu cưng. Trời ơi, giận con khổ lắm, đau đớn lắm, hiểu không? Cho nên rằng á, cha mẹ giống như chuối trên cây rồi. Bây giờ tuổi không còn bao nhiêu nữa, tranh thủ hết sức những cái thời gian để mà mình báo hiếu. Em hiểu không? Mình có hiếu với cha mẹ thì con cái mình nó mới có hiếu với mình, đúng không? Dạ. Đêm nay về tâm sự hết cho chồng nghe. Và em phải lắng nghe, phải thấu hiểu. Dạ. Hai vợ chồng cùng nhau giải quyết, đó là một điều. Điều thứ hai, sống chết gì phải xóa cái khoảng cách với mẹ chồng và với mẹ vợ nha. Dạ. Cố gắng nha. Một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc bên cạnh một người chồng rất là yêu thương mình. Đó, đúng không? Mà anh chồng cũng có một cái nụ cười rất là viên mãn. Chị xin mời chồng, phải chồng viên mãn giới thiệu. Em tên là Võ Tấn Đại, hiện nay em 35 tuổi, làm nhân viên văn phòng. 35 tuổi rồi. Dạ. Mà nhìn rất là trẻ trung. Trẻ trung. Ai cũng nói vậy chị. Tại vì viên mãn mà. Còn em? Em tên là Đặng Ngọc Thanh Vân, năm nay em 29 tuổi, là nhân viên kế toán. Thanh Vân. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Tụi em quen nhau là nhờ diễn chung một vở kịch. Ông xã em được phân đóng vai chính là vai thi sách. Còn em được phân một cái vai không có lời thoại, chỉ ra múa chém giết giặt dạy vô. Vai nữ hầu tướng có hai bà Trưng. Trời, chồng đóng vai thi sách là em cứ tưởng tượng là vợ sẽ được đóng vai bà Trưng, không đừng cắt bằng tinh nhị. Thì tưởng là nói mình lại là cầm kiếm kém ông cái chạy vô. Sự thì lúc mà tập nhau thì em không để ý, không có ấn tượng nhất. Mà cái cô này thì là cô tập cái động tác sai hoài à. Nhưng mà lúc lệnh diễn á, thì rất là bất ngờ. Là cái cô hậu tướng này á, không những mà cổ giết giặc mà cổ còn hả đá cái anh mà đóng vai hậu tướng, đá một phát cho bụng cái té vào xuống khấu luôn. Trời ơi, lúc đó anh hết hồn dữ luôn. Tại vì thực sự lúc đó thì em cũng muốn làm tròn vai rồi nhập tâm vậy thôi. Đá thiệt, nhập tâm thiệt luôn. Dạ. Cũng may ông này đóng vai thì sắp đó, chứ đóng vai ông đó chắc gì không lấy nhau. Sau khi mà diễn xong á thì là tụi em vào phòng ăn tối, thì nó cổ lại làm cho em một cái ấn tượng nữa là em ngỡ ngàng, ngơ ngẩn luôn. Là cô mặc bộ đồ không giống ai hết, mặc bộ đồ thun tinh hình mấy con thú nào cũng dịch đồ na nước kêu tùm lum tùm la. Lúc đó em thấy trời trông nhí nhảnh quá à. Là em càng có ấn tượng nữa. Nhưng mà lúc mà cổ lo dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn mọi người thì lại em thấy rất là đảm đang thấu vát, thì lúc đó em thấy cảm thấy dễ mến. Tại vì cái tiếp người em cũng thích vậy. Còn em ấn tượng về chồng sao? Em không ấn tượng gì ảnh nhiều ngoài là lùn bụng bự, cái lại hay la em. Dạ. Dạ. Đã gì anh nhiều cho hai bạn khi nào thì mới chính thức quen nhau? Khoảng 5 tháng sau á, trong một lần đi photo tài liệu, máy nó tự nhiên nó cạch cạch, em nghi là bị kẹt cháy rồi. Em mới xắn tay áo vô, gỡ từng cái bộ phận mấy photo ra,
thì tự nhiên có một cái tiếng kêu thất thanh: em đừng làm nữa, em để đó anh làm cho. Lúc quay ra nhìn lại thì ra là cái anh chàng lúc đó sách. Thì thật sự là em đi ngang qua thôi, em chỉ sợ cô này cũng mạnh bạo quá, lỡ cô làm hư cái máy luôn rồi. Giống như là cái anh nhớ là cái cảnh mà cổ làm cái anh kia đi luôn vậy đó. Em nói thôi thì để anh tới sửa giùm cho. Cuối cùng cái máy đó có sửa được không? Dạ, sửa được, sửa chứ được. Nếu mà bữa đó không sửa được cái em mất điểm luôn á. Dạ. Dạ. Em nói nghe nè, tất nhiên là quen nhau bao lâu thì anh này mới cầu hôn em? Quen 2 tháng. Cầu hôn rất là ấn tượng nữa. Thời gian quen nhau thì em thấy hai đứa có rất là nhiều điểm phù hợp, mà lúc đó mình thì cũng đã 26 tuổi rồi, sợ quen lâu rồi đuổi ảnh không cưới mình rồi sao. Nhưng mà cứ mỗi lần em đề cập đến chuyện kết hôn thì ảnh cứ lảng tránh, nhiều khi là mình thấy hụt hẫng lắm chị. Tại vì không phải em không cưới vợ em, mà tại vì lúc đó là làm cũng một lâu, kinh tế thì cũng chưa có nhiều rồi, phải cán đáng gia đình. Mỗi lần cổ hỏi em tới lại không biết nói làm sao để cho cổ hiểu suy nghĩ của em nữa. Thì tình cờ là bữa đó thì cũng đi chơi, xong cổ cũng nhắc lại cái chuyện đó, thì lúc đó em cũng lảng tránh đi luôn. Thế là cổ bực bội, cổ nói em: anh chở em đi tới chỗ này. Rồi cái thì em mới hỏi là đi đâu, nói cứ đi đi đó. Cổ nói vậy đó, thế thấy là cũng chở đi tới một cái tiệm vàng gần chợ Bà Triệu đó. Đó em mới hỏi anh có nhiêu tiền, anh mới nói có 1 triệu. Nói thôi anh móc ra đưa em đi. Đưa liền. Mà đưa 1 triệu làm gì? Lúc đó em vô em lựa thì em thấy có chiếc nhẫn nó cũng phù hợp với cái số tiền đó. Em mới nói anh được không anh? Nó nói cũng được rồi. Xong em mới xỏ vô ngón tay em nói: rồi coi như anh cầu hôn em rồi nha. Đó, em kể anh là ấn tượng là cầu hôn là vậy đó. Là không phải em cầu hôn mà vợ em cầu hôn em. Ủa mà có nghĩa là vợ em lấy tiền của em để rồi giống như là thay lời muốn nói. Mà lúc đó em mừng lắm, tại vì thật sự là chưa thấy bao giờ một cái cầu hôn mẹ luôn vậy đó. Mà chỉ có 15 phút là mà mọi cái dạ dạ coi như là mọi gánh nặng là chút rồi hết. Em nói nghe nè, hai em á nãy giờ nói chuyện rất là vui vẻ nhau, chắc chắn trong gia đình hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ viên mãn hả? Có cái gì bất ngờ không? Có nhiều lắm, bất ngờ nhất đó là xấu đói. Mỗi lần đói bụng á là cứ lèm bèm rồi bày đồ ăn ra, ăn xong vẫn nhăn, xong đến lúc mà đi vô nằm ngủ vẫn nhăn, coi như khó chịu anh giận tới sáng luôn đó anh. Rồi bữa sau mới hết giận. Trời, cái tật này mệt mỏi à. Mà ngủ có một tật xấu nữa đó là thích làm nhộn. Là sao? Làm nhộn là sao? Là thích gãy lưng. Gãy lưng em thì em đã mua đồ gãy lưng để sẵn nhà rồi, mà nói cái này không có phê bằng tay vợ. Nói chung gãy khi nào mà em buồn ngủ thì thôi. Ở ngoài còn gì đó. Một cái nữa là rất là lười tập thể dục. Buổi tối em hay nhắc ảnh là: anh ơi sáng mai hai chồng mình dậy tập thể dục nha. Sáng hôm sau kêu dậy mà anh không chịu dậy. Anh nói thôi ngủ thêm chút nữa em, trời còn tối mà. Thế là anh kêu em hai chồng ngủ luôn. Dạ. Có nghĩa là hai chồng có dặn đồng hồ, dặn 4 giờ sáng đồng hồ đen. Em dậy em tắt xong tới 5 giờ, giờ em dậy ra tắt. Xong tới 6 giờ tới em tắt xong vô ngủ tiếp. Vợ em có thật xấu gì? Vợ em thì dữ dằn, nó nóng tính lắm. Nhưng mà cũng rất là nghĩa hiệp. Có một lần hai chị em đi chơi về, tình cờ gặp đó là một cái anh chàng một cô gái đang cãi nhau. Thì cô gái này cũng mới dựng chiếc xe, anh chàng trai đó đạp cái xe ngã xuống. Cô gái cũng ngồi khóc nức nở. Hai chồng em đi qua 200 mét này, có vợ em nổi máu lục tung tư ra đường mà thấy chàng thấy ra tay nghĩa hiệp thôi. Đó. Của bà Trưng. Dạ, giống như là muốn kiếm luôn, nổi kiếm dậy lận rồi đó. Quay lại anh mới lại để mấy đâu có thiệt trời ổng. Vậy đó, quay không? Không chịu quay. Em ở đời em ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ. Lúc đó em thằng nặng em kêu ảnh thì không chịu. Lúc đó thì em cảm giác ảnh giống như cái tên đàn ông đó thì em cũng muốn đánh anh luôn. Thật sự lúc đó vợ em nói em là nhát. Cái em nó không phải em oan cho em, tại vì lúc đó em thấy là có mấy người dân ở đó rồi, mấy anh dân phòng can thiệp rồi. Chứ các em cũng lo sợ là mình tới đó lỡ gì không biết gì rồi vúng vợ làm sao. Thế là dặn về nhà đóng cửa rầm lên phòng nằm thinh thích không nói chuyện gì. Mấy ngày sau luôn em phải nhờ mẹ chị vợ là làm mới ngu dặn, nhưng thôi là không dặn. Nhưng mà em theo em thì cái tính đó là tốt hay là xấu? Cái vụ mà ra tay nghĩa hiệp rất là tốt, nhưng mà nhiều khi mà mình nóng quá thì nó bị mất kiềm chế. Với cái vợ em còn tính đó là không có nữ tính. Thường thường con gái ta thích hoa, không thích hoa, mua hoa còn dãy nảy nữa. Không mua, cứ đưa tiền cho em gửi sổ tiết kiệm hay là mua vàng thì không. Thì thật sự em nghĩ hoa thì nó cũng héo rồi cũng tàn, thì em nghĩ những cái đó thì thiết thực, còn không thôi hai chồng đi ăn này kia nọ cho nó thôi. Tại vì em nghĩ có những cái quan trọng như quan tâm chia sẻ nhau, ví dụ như đó cái điều em cần nhất, chứ hơn là những cái gì nó hào nhoáng thì thật sự em nghĩ nó không có lâu bền. Cổ là cái toán mà, cho nên cổ tính kỹ lắm. Đúng không? Gom tiền đặng mà có em bé đúng không? Nhưng mà gom tới bao giờ mới định có? Cũng đang lên kế hoạch rồi vậy. Chưa có. 31 đúng không? 35 chị. 35. Dạ. Ừ, có đi. Thế vợ chồng này á, kể tật xấu chị chả thấy xấu, toàn là dễ thương không à. Thực ra là tụi em quá hạnh phúc rồi. Chương trình chỉ mong rằng á là gặp nhau ở cái lần này xong về á, cuộc sống tụi em viên mãn hơn nữa, yêu nhau hơn nữa và sớm có em bé, trai gái gì cũng được. Cảm ơn em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh,
sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của đó là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ, cô hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái á. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng Hương. Coi như Đồng Hương rồi. Chắc là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Coi như chồng là trang sức. Dạ. Vợ là mỹ phẩm. Dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đọ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hoặc là này đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? À rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn đó. Thì Sĩ Hạnh đó đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái. Lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Thì xuống chi vậy? Xuống chi vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi, khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Đó sao bây giờ khai vâng, đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh không giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem thế mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng thì sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì đúng rồi, 21 tuổi thì đúng rồi. Con giỏi. Vâng, con 19, 18 ạ, đúng rồi ạ. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ vâng. là có lâu lắm trên rồi 10 ạ. Năm rồi. Dạ, vâng, đúng rồi. Không? Vâng. À, nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn. Phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt. Kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ dạ, đúng không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Gặp tình cờ đi xem phim ạ. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà. Thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng lộ luôn là. Nhưng mà nè cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì dạ, thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn rồi vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nọn chuối mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm à, mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản ấy. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần trắng trắng da xanh da hơi quần trắng vâng quần trắng lại đấy được cái phối đồ nó rất là hỗn hợp vâng nó rất là tố cáo nhau thì con thấy con mà con vẫn ok vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy là như thế nào? À lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con tức là chị chơi với con có nhắn tin là em ơi có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không để chị kiểu cũng sắp xếp thứ thì cũng chị cũng nói thẳng luôn thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian thì chị cũng bảo là anh này ok lắm thì ok lắm thì ok gặp thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim tuy nhiên là hôm đấy khi mà
bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc như hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nó tranh hết cả phần của con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. Dạ, có nghĩa là tạo nét đó đúng không? Tạo nét. Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính nè. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là mà gặp mà linh tinh không vấn đề gì, em không tốn thời gian mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là cái con cũng nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nữa. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền chẳng hay tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả không. Tiền là mạnh ai đến trả hay sao? Không ạ, là anh bao, nhưng mà làm kiểu anh ấy cũng quay đi anh rén vâng rén. Đến khi mà nhưng yêu mà nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là đó, nó tiền nhiều hay tiền ít sau này ạ? Nó nói là tí nữa sẽ chia sẻ. Bây giờ chưa, hôm đó đó là anh này anh trả tiền mà anh lén anh không có chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa là lén xài tiền lẻ rồi đúng không? Tại thường là lén là có hai vâng. Điều một là tiền quá ít vâng. Con lúc đấy là đúng thật là cắt. Đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm à. Nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà sau đấy có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ. Về okay, tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu thiếu không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút. Thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhạt hờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống trà chanh nhạt hờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Duy Từ. Là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Thế tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à, chỉ hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại, em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì bảo bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, nói thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ, vâng, cổ quay xe con cũng hơi chán rồi nên con định nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đã cái nư chứ đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ em à? Em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó à? Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là
không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi một cách vô vọng thì đó em nói. Cho nên đâu có đã nưa được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn, đúng không? Đúng không? Đó. Đúng rồi. Cho nên là về, đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ. Con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại, rồi cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi lại. Ok, cái đó là hiểu, dạ. Hiểu là nên là con mới đi tìm một cái một cái cơ hội khác, một người bạn khác. Dạ. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa. Thì thật ra đó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. 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 Đúng ra thì gặp cô này phải giật mặt cổ cái không có đã. Mà sao lại về để nhắn tin cho cổ? Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, xong chở chị Thúy Nga đi rồi gặp vợ em. Thật ra theo con đó thì sao nè? Theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Cho nên nếu mà khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp lại cho lại quay xe là quay liên tục. Thật sự là con rất là thích cô này, dạ. Đúng không, mà chưa chinh phục được, dạ. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, dạ. Thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Dạ. Chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với cô lắm. À, không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại sao vợ con hỏi lại con anh có điều gì muốn nói với em không. Nhi rất là cao cơ với con. Rồi con nói câu gì? Con thì con kể thế gì nhớ không? Có ạ. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy, lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau. Có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là thế sao không thích từ trước đi? Mà bây giờ cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thế con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi. Quả này là không ổn. Đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ... Con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con đã. Quay lại tập trung vào con đã. Xong lúc đó con đá sau. Con định như thế. Cho đỡ bực. Thì cái tội đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi. Tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau. Tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ, nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê. Xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Con cứ ăn thôi, chồng con rất là sốt ruột rồi. Con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ủa chồng con sợ ấy. Mắt kiểu lúng túng luôn ấy. Rón ré. Mắt cứ mở lên lúc cụp xuống. Nhìn này xong lại cụp xuống. Đấy. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau. Thì cứ ngồi ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi. Cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi. Hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa, rồi thế nọ thế kia đấy. Em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi, em cho anh xin một tuần, rồi anh đưa em câu trả lời. Xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nọ kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao, như là tinh vi quá. Đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng là vừa ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước. Con ôm, thế xong con chỉ xuống xe, con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu. Anh về anh yêu bạn thân anh đi. Tại vì thế nọ thế kia nên con nói thế xong con mình con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được. Thế xong rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái tình huống đấy. Chẳng cần một tuần ạ. Sang một đêm thôi, sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh ấy cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh.
Thì lúc ấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc? Trông kiểu trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu kiểu hồi đấy là đã đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên thì trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Đột thế thì nhuộm từ lâu. Thế thì bây giờ còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đó không? Cũng con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường thì chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý, thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thế con đi qua mà ôi nhà anh đây à? Thế con chồng con bảo là ừ nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong là rồi do đi ngang cái nhà. Do phong thủy. Phong thủy. Đúng rồi. Chờ nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh nhà, bảo ừ nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đấy khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ hôm từ sau khi xong, đi xong chơi đấy, thì con để đấy, ý cái bóp tiền có chưa? Có, bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến lúc cô hồi không? Cái hôm đầu đó là tiền lẻ hay tiền chẵn? Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp. Thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều từ 500 hay 200. Mỗi lần vậy là yêu một thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số số. Về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ. Chả ít ai giàu trúng số. Thì ơi, nghĩa là cô gái này á có mỗi ngày á là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vâng. Vậy thì tình cảm con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì con thì lúc nào con cũng vẫn yêu như là, bởi vì mình chính là người chọn mà. Thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng. Rồi. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn. Đúng không? Đúng ạ. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mà mấy bé rồi? Hai bé ạ, con có hai bé đó. Bé 5 tuổi và bé 6 tuổi. Bé 5 tuổi với 6 tuổi. 14 năm chứ ạ? Vâng. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm yêu lấy nhau. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió yêu nhau lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui cho coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi, rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi, chứ còn con là con yêu con người của chồng con. Tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá, rất sốc, và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó, con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là Úc xa quá, Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ. Thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần. Và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả. Chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề. Vì con đã quyết tâm, mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải
bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất là yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi thôi. Thì con thời điểm đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ. Ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui hạnh phúc cho bản thân thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình thì có thể đợi cảm giác không? Là bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Con đi phẫu thuật thẩm mỹ và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con bớt chờ đợi anh lại đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn, phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con sao ba kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy, đi để đi đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ để tăng hơn bằng cách đi. Đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi, là làm mũi luôn. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích. Không có hỏi nọ hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ. Tức là mình cũng không phải là kém cỏi, hay là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý như là mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia, lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn, bắt đầu lại quay xe, bắt đầu lại quay xe, sao đổi ngôi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, con gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ. 2 năm. Du học sinh về đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên cái lá sen. Rất là chê. Cô Nhi ơi, chê. Anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần một thì con làm ở Việt Nam. Tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không vẫn không đẹp. Và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Ra đâu. Đó là một trải nghiệm trong cuộc đời con đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ. Mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là làm lần cuối cùng là chưa khi trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu vì làm nhiều quá rồi, làm cái không ăn xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì
bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái, con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Ờ thế ok anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc, xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế, đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện, thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok, anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy, con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ bao giờ anh được vào, thì không thấy nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc bảo thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhà, nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy, là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếp sắt xiết có to trông như ngân hàng ấy. Đi vào rẽ một lúc tìm vào, gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Bảo vợ anh đây thật ra. Thế bảo vợ anh thôi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, hết mặt cả, làm hết mặt mắt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi có đúng là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại vừa đập đi xây lại vợ ăn gian chưa rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi rồi vậy lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó như kiểu là sát nhập Ai Cập ấy, băng bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo, xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về thì về khách sạn nghỉ ngơi đã. Biết tại là còn phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì bổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng để thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này, xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây xong rồi bảo đây là đâu, tôi là ai. Thì lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không? Lúc ấy nói yếu không nói được nhiều rồi. Chỉ cần nắm tay là biết rồi. Dạ. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy còn bực lắm lúc về, con bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được. Hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn không? Bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kìa trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nó rồi tính. Thì con tiên lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này tôi cho lại tính chăm sóc. Sáng đi mua cháo nấu rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bốn cháo cho vợ con, rồi là nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới, ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, nó lại đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thế tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Hồi đó con chưa thân với mọi chị em mọi người này lắm, con bảo tưởng Việt Nam quá. Trong đầu mình đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu con đây là quân địch đến, không nói chuyện lạnh lùng mặt quay thì mà không nói, vợ em ở trên mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp, một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại do cái mặt lúc là con nghĩ là ly dị luôn. Ôi về đến sân bay là đòi ly dị phải không?
Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối. Nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy. Tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không? Thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời vẫn là anh đồng ý đúng không? Ờ, nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á, rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng, nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Thế con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý, là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần. Và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm. Con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh. Hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu không nổi. Không cãi nhau chịu không nổi. Hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt, để thành mái che hết mặt rồi. Về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là sao? Lại rồ lên lần nữa, ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn chưa bỏ nhau. Hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay, vợ con đi nhận hàng thì là đang rất là chờ người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra từ xa thế trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình nó bảo ơ trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Con bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Thế là chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. nhưng mà con công tâm dạ. Công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại đó, vâng, con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim mà nhất là những phim Hàn Quốc mà vâng, mình đập vâng, Mỹ đó, vâng, đó lúc mà tháo cái bằng nhạc lên búng ra một cái trời ơi hào quang tỏa này đúng đấy, một cô gái một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt dạ, mở cái mặt ra thì cái sao trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp vậy ạ, còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng cơ chú ạ. Nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau, thời gian sau kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong mặt hàng sáng ngủ dậy, có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Dạ, đúng rồi, nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con cũng nói con sửa con biết luôn á. Con cũng thấy tự nhiên và rất nhiều người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra gần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần là tại 8 vì... lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồm tí, con chồng con thông cảm lần sau chồng con nói chung ra là mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình okay đẹp này là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Mộc? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Vậy thì quá trời năm để mà bao nhiêu phẫn uất cho con nấu. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vâng. Rồi hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Thì bây giờ đó, bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính. Rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng là chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng giận lắm. Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất
Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa à, chuẩn nhau. Đúng rồi, nóng nhất là cái đấy. Có. Bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có. Cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng lúc tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua nhìn thấy thế là cứ hét lên là, thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời, con mới là người được bảo cần được bảo vệ, nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chú ạ. Ở lúc đấy là bảo mà đây lại cả hàng xóm nhà mình này nó chết dở buồn. Là oan ức. Oan ức ạ, oan ức ạ. Nóng tính này. Nóng tính à? Nóng tính là sao? Vợ con là bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong vợ con mặc áo đi rồi còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và rồi con có phải là người đi hốt hay cái đó không? Con cũng phải dọn. Tại vì nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con đã mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? Vậy 2 là, năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ đúng đồ cái gì. 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo cho nên em hết hạn rồi anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè. Thường người ta nói đó, đi mà nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con đáng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên rồi. Chưa thẩm mỹ đã khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ là bẩm sinh rồi. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8-9 lần đúng không? Nhớ hết luôn. Chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày đấy. Rồi thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Con mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không vẫn không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là để bớt nóng tính, bớt nóng tính lại. Vẫn là bớt nóng tính. Biết là nghe chồng hơn. À, theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái túi mũi, cái lỗ mũi mình là bị còng. Đúng vô cái gì cái động ra. Dạ. Chúng vô cái lỗ mũi mình cái còng cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa, đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. À, con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế nha, từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau không tỉ thí bọ công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng bọn con còn đánh nhau mà chạy mất cả dép, chồng con chạy mất cả dép. Rất là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao. Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ. Tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí. Nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị. Chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người có cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau của con không kể cho con luôn. Và con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy con làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng ạ. Không thể hiện, không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ngày xưa bọn chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là
ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn rồi. Thì con cũng là đấy, thì con cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu cái thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con gái trên 10 thì cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước. Tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn. Quên nắm tay luôn. Cô không nắm tay luôn. Đó, thì con bảo là bị vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt. Đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác. Ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn. Tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói đói thì chồng con luôn là người nấu mì. Chồng con luôn là người gọt hoa quả. Và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận về điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à? Mày dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế. Nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ. Tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Ừ. Thế con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ. Vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi xong chồng con nói tiếp con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế là con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói con nói lại nữa. Thế còn gì nữa không hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ, hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn. Chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Tức là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật. Nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay. Chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả. Nên là cố gắng, là không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu chồng con không quay đâu. Chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Không, con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi. Tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Giống ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả, là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, ví dụ như con không thích quay thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Đã không, con cuối cùng đấy phải bỏ đi thì đâu thì bạn lại lắm nè, bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là lại thành cái nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái luôn. Vâng ạ, bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok làm, thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu, bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để
cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Bạn... văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái để làm cái đấy để làm kinh tế. À, và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày cho trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần luôn chiều. Mọi người đang phải đặt cho con biệt danh. Cái nét là khán giả là đúng. Đúng. À, mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao? Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, là lúc đầu là không hiểu đâu. Lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là à, hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm thôi. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Đó. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó, sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh. Chương trình tình trăm năm. Đó. Không, cái chương trình của mình á, cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt đó, thì không biết rằng là con đã hạnh. Không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Thì ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, bởi vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Có một món quà cho vợ con. Biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con mà biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy. Đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Ngày hôm nay thì con có. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác là con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dui với chị biên tập, rồi con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị vào phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước sân khấu không. Con còn nói thế. Có khi lại rung kìa. Ôi không mở ra được anh. Ôi cái gì vậy? Lạnh. Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta đã kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời ông chừng hồi bốc tâm chúng tưởng. Son nữa, 5 hộp son. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau. Và mãi mãi là sắc son với nhau. Cảm ơn ạ. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận, là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng, tắt biển đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều.